Hello các bạn, Lu đây, Lu đây. Hôm nay Lu sẽ ăn gà. Và hôm nay không phải ăn một con gà mà là Lu ăn 3 con gà. Giờ thì mình sẽ ăn thôi. Đây, đây là nửa con gà thôi đó mấy bạn. Mà mình nhìn kiểu như là giống cái đùi gà khổng lồ. Và rất là giòn. Đây nè, xuất sắc. Giờ thì mình sẽ ăn thôi. Cắn đâu nhỉ? Đây. Gà rất là giòn, rất là ngon lắm. Hơi cay chút xíu nhưng không sao, ngon. Giờ mình sẽ chế nước sốt lên gà ăn chung coi nó sao nha. Tắm. Đây. Cánh nè. Thế à. Thank you.
Hương này tẩm ớt nè, tẩm ớt vô bên trong kê quá, nhưng mà rất là ngon. Các bạn đã ăn gì chưa? Nè, anh mới phim nhìn nè. Lấy nguyên con luôn rồi. Ok, giờ ăn con khác. Không sao cả. Giờ anh mới phim sẽ rất là thảnh thơi, sẽ không hối lô quay nhanh đâu. Các bạn có đồ ăn thì đem ra ngồi trước máy tính ăn cùng Lưu với anh quay phim nha.
Da gà này là da đúng nghĩa da gà luôn á, chiên giòn lên. Chứ không phải là tẩm bột nữa, cho nó không có xù lông. Đây. Cái súp đen thì ngon luôn á, ngon hơn cả cái súp tương chua ngọt nữa. Sắc chia cho đóng ớt mà không cay như mình nghĩ, nó the the thôi chứ nó không cay. Một cái súp này rất là ngon. Wow, trời ơi, đã quá. Gà này Lu mua ở gà chiên Chicken Plus. Địa chỉ Lu sẽ để bên dưới cho mấy bạn. Lu nhớ là nó nằm ở quận 7, hơi xa nhà, cho nên là Lu đã order qua now. Mấy bạn có thể đặt hàng ở dưới link dưới nha. Một con gà là 219.000. Còn nếu như mà mấy bạn order nửa con như thế này thì có giá là 119.000. Và gà chiên có hai vị, là gà vị truyền thống với lại sốt ngũ vị. Lu đã order hết cả hai vị luôn. Giờ mình ăn tiếp. Wow. To lắm. Giòn. Nãy giờ để rất là lâu rồi mà vẫn rất giòn. Mấy bạn có thể nghe được cái tiếng. Hmm.
Lu nghĩ là mấy bạn coi tới đây là mấy bạn đã thèm lắm rồi đúng không? Nếu như thèm thì hãy click liền bên dưới. Đặt liền. Nếu như mà mấy bạn sức ăn yếu thì mấy bạn có thể ăn nửa con. Còn nếu như mà có thể ăn mạnh thì ăn nguyên một con và ăn ba con như luôn cũng được nữa. Còn giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Nếu như thấy clip hay nhớ like, share và nhấn subscribe cho Thánh Ân TV nha. Còn miếng gà này mình sẽ ngồi nhơ tiếp. Anh Huy Phim ăn ngon không? Ngon không? Chỉ. Trời ơi. Một nửa con chưa đã hả? Đây cho luôn nè. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy bạn ở những clip sau. Nếu như thấy clip hay nhớ like, share và nhấn subscribe cho Thánh Ân TV nha. Còn nếu như mấy bạn muốn Lu ăn món nào nữa thì có thể comment bên dưới. Hy vọng là clip này có thể thỏa mãn được tai nghe của mấy bạn. Yes, bye bye.